Dấu hiệu chó đậu thai như thế nào sau phối? Có những cái biểu hiện nào để có thể biết được là con chó nó đã đậu thai? Sau khi phối có thể là 10 ngày hoặc là 2 tuần hoặc là 1 tháng. Thì hôm nay sẽ chia sẻ với mọi người bởi vì tiện có siro tính ra từ hôm lấy giống đến ngày hôm nay là được hơn 20 ngày. Thì là một cái thực tế để có thể nói chuyện với mọi người. Đầu tiên là cái việc mà biết siro bầu, đây là siro siro ngồi yên đấy. Đầu tiên là cái việc là biết là siro mang bầu là chỉ sau phối khoảng 10 ngày là mình biết là siro mang bầu rồi, bởi vì cái đặc điểm đầu tiên là dựa vào để biết được có mang bầu hay không sau khi phối ấy là chúng ta sẽ theo dõi nhìn xem cái hoa của con cái, tức là cái bộ phận sinh dục của con cái ấy. Thì chúng ta sẽ nhìn xem nào là sau khi lấy giống thì cái hoa nó có bị teo đi không. Nếu ấy mà cái hoa nó không có bị teo đi, nó vẫn giữ như là trong cái giai đoạn cuối của cái giai đoạn lấy giống, tức là nó to hơn bình thường, thì đấy là một cái biểu hiện của con chó nó lấy giống được và nó mang bầu. Đó là chỉ cần dựa vào một cái đặc điểm đó là có thể biết được là sau khi siro nhìn ở đây nào là sẽ biết được là sau khi phối xong khoảng tầm 10 ngày là chúng ta có thể biết được con chó nó có mang bầu hay không. Thì đấy là một cái đặc điểm mà chúng ta sẽ chỉ sau khoảng tầm 10 ngày thôi. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà con chó nó lấy giống không được thì chỉ sau 10 ngày cái hoa của nó sẽ teo về bình thường như bình thường mọi người nhé. Là đấy là cái đặc điểm đầu tiên. Ok. Còn một cái đặc điểm nữa. Nào, Siro nằm ngửa bụng ra đây. Ok, Siro ngửa bụng ra. Còn một cái đặc điểm thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào cái độ phát triển của cái ti của con chó, cái đầu ti. Chúng ta sẽ thấy là nếu mà con chó nó mang bầu ấy thì cái đầu ti của nó sẽ có một cái độ phồng nhất định, nó phồng hơn bình thường. Không phải là ti to hay là ti nhỏ đâu, mà tức là cái ti nó bắt đầu nó có một cái độ hơi phát triển hơi căng một chút ở cái đầu ti nha mọi người nha. Còn cái mẹ sữa ấy thì nó phải là đến khi con chó nó khoảng tầm 40 ngày trở đi thì lúc đấy cái bẹ sữa nó bắt đầu nó mới lộ rõ. Chứ còn ở giai đoạn đầu mới phối giống thì chúng ta sẽ chỉ nhìn được ở cái đầu ti thôi. Đây, mọi người có thể nhìn. Đó là nó cái đầu ti ấy nó căng hơn. Đây nha, để dễ so sánh Siro nằm yên đấy, mình sẽ quay ti của Melsi cho mọi người xem. Ok, Siro nằm yên đấy, để quay Messi một tí. Đây, nhìn cái đầu ti của Messi thì mọi người sẽ thấy là cái đầu ti ấy nó không có một cái độ căng của cái đầu ti. Nhìn cái đầu ti nó không có độ căng, cái này thì rất là khó, nhưng mọi người sẽ nhìn thấy nó có một cái độ căng hơn là chỉ nói là cái đầu ti thôi nhá mọi người nhá. Đây là Messi, Messi thì đang thay lông. Ok, Messi nằm đấy. Tiếp tục quay Siro. Ok, Messi nằm đấy. Thì đấy là hai thứ để chúng ta có thể biết được là con chó có bầu hay không là rất là dễ. Một là dựa vào cái hoa của nó không có bị teo đi sau khi phối khoảng tầm 10 ngày mà cái hoa nó vẫn giữ nguyên như là cái lúc phối cuối, tức là cái lúc đầu của cái giai đoạn mà con chó nó lên giống thì cái hoa nó sẽ sưng rất là to. Sau đấy thì nó sẽ teo đi một chút, là chính là cái giai đoạn mà chúng ta lấy giống thì cái hoa nó đã teo đi một chút rồi, nhưng mà nó sẽ giữ nguyên cái kích cỡ đấy sau 10 ngày sau khi lấy giống, nó vẫn giữ nguyên. Thì đấy là cái đợt lấy giống đấy là đã được, là nó con chó nó bầu. Còn cái việc nó bầu nó có giữ được cái bầu hay không nữa này là câu chuyện khác nha mọi người nhé. Nhưng mà chỉ cần sau 10 ngày thôi chúng ta dựa vào cái hoa là chúng ta có thể biết nó bầu rồi, là con chó có bầu hay không. Còn sau đấy thì chúng ta có thể dựa vào cái ti, dựa vào cái đầu ti của nó. Cái này thì nó cần cái quan sát. Các cái dấu hiệu mà cái con chó nó đậu thai này thì nó không phải chỉ dành cho giống Rottweiler mọi người nhé, mà tất cả các giống chó nó đều như vậy. Tất cả các giống chó nó đều như vậy, chỉ cần nhìn vào cái hai cái dấu hiệu thôi. Một là cái hoa của nó không có bị teo đi sau khi phối khoảng tầm 10 ngày, cái hoa của nó vẫn giữ y nguyên như thế, nó vẫn có một cái độ sưng là một. Và cái thứ hai nữa là cái đầu ti, cái thứ hai là cái đầu ti này
nó có một cái độ 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 căng của cái đầu ti thôi chứ không phải là cái bẹ sữa. Còn có một cái nữa để chúng ta có thể dựa vào một cái đặc điểm nữa của con chó sau khi mà nó lấy giống thành công thì chúng ta có cũng thể dựa vào cái đặc điểm đấy để chúng ta biết xác định là con chó nó có bầu hay không. Là thường khi mà con chó nó lấy giống xong khoảng tầm 10 ngày thì nó thường có cái tình trạng là con chó nó hơi kém ăn một chút sau khoảng 1 tuần đến 10 ngày sau khi lấy giống nha mọi người nhé. Nhưng mà sau khoảng tầm 2 tuần đến 3 tuần, tức là lấy giống xong khoảng tầm 15 ngày đến 20 ngày thì lúc ấy con chó nó lại ăn rất là khỏe. Đó, tức là cái nhu cầu và cái lượng ăn của nó sau khi lấy giống khoảng tầm 2 tuần đến 3 tuần là nhu cầu cái lượng ăn của cái con chó cái nó tăng vọt lên. Tức là nó ăn, nó ngon miệng, nó có thể ăn được nhiều hơn bình thường. Đó, thì đó nó cũng là một cái đặc điểm chúng ta có thể dựa vào cái đó để mà chúng ta thêm vào nữa để chúng ta biết được là con chó nó có bầu hay không. Thì dựa vào hai cái đấy thôi ở trong cái giai đoạn con chó dưới 40 ngày thôi, còn từ 40 ngày trở lên thì chúng ta có thể nhìn cái bụng của con chó lúc đấy nó lộ bụng rồi. Đây như Siro là hôm nay là ngày 20 mấy, ngày 25. Siro là lấy giống hôm mùng 1 thì đến ngày hôm nay là coi như là 24 25 ngày. Đó. Thì nhìn cái bụng nó cũng như bình thường thôi. Nhưng mà nhìn là dựa vào cái hoa và cái đầu ti nó có thể khẳng định là chắc chắn là Siro bầu rồi. Và cái việc này ấy thì mình có thể khẳng định sau khi mà Siro lấy giống 10 ngày là đã có thể khẳng định rồi chứ không cần phải đến hôm nay. Nhưng mà tiện hôm nay thì tại vì nó có một bạn, bạn ấy cũng có theo dõi, bạn để ý thì bạn bảo là thấy cái bụng của Siro hơi to hơn một chút. Thì thực ra mà nói là cái bụng của Siro thì Siro hơi béo thì nó cũng vẫn vậy thôi, cái bụng nó không có thay đổi đâu, nhưng mà cái đầu ti nó mẩy hơn một chút, nó căng hơn một chút. Đây, quay gần cái đầu ti để mọi người nhìn nhá. Cái đầu ti nó căng hơn một chút cho nên là cảm giác như là nhìn cái bụng và cái mảng mảng bẹ sữa này nó cũng sẽ dày hơn bình thường một chút, dày hơn nếu mà con chó nó không bầu một chút, tức là nó có một cái sự kích thích cái mạch máu ở cái bẹ sữa sau khi mà con chó nó đậu bầu thì cái cơ chế của nó kích thích cái bẹ sữa là nó bắt đầu nó tập trung vào cung cấp để mà cái bẹ sữa về sau nó phát triển dần lên. Đó, thì nhìn cái bụng của nó như nó to hơn như thực ra, chứ còn ở cái ngày này thì thực tế thì nó chưa có to bụng đâu. Cái con chó mang bầu ấy mà để chúng ta có thể nhìn thấy được cái bụng của nó ấy thì nó phải thường thường nó khoảng tầm 40 ngày thì chúng ta mới nhìn thấy rõ bụng được. Đó, nghe chủ nói chuyện giới thiệu thì Siro lại nằm rất hợp tác, nằm ngủ luôn. Để mà chúng ta nhìn thường, chúng ta nhìn thấy bụng của con chó thì nó khoảng tầm 40 ngày mới nhìn thấy được. Nhưng chúng ta có thể phát hiện được sớm được. Phát hiện sớm để chúng ta có thể có cái sự kiêng cữ này kia, không cho nó vận động mạnh, hay là chúng ta có những cái cần bổ sung chế độ ăn hay là này kia đó. Thì đấy là Siro. Còn đây nhá, tiện nhá là Melcy cũng đang nằm này. Mọi người nhìn này. Đó, nếu mà nhìn bụng nhá thì Melcy vẫn đang hơi béo một chút. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái bụng nó, bụng Melcy thậm chí còn to hơn bụng của Siro cơ. Đó. Này, nhà mình còn có Pila nữa này. Pila đâu có bầu đâu. Đấy, bụng của Pila còn to hơn, cho nên nếu mà chúng ta nhìn dựa vào cái bụng to ấy thì là cái con nó hơi béo một chút chúng ta sẽ không thể nhìn được. Nhưng chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể nhìn dựa vào cái đầu ti này. Cái đầu ti. Đây, mọi người thấy cái đầu ti nó có cái độ trễ xuống không? Này, đó. Nó có cái độ trễ xuống nhá. Nếu ấy mà một con chó mà nó có giai đoạn nó có bầu ấy thì cái đầu ti nó có độ hơi vảnh lên, tức là cái đầu ti nó có một cái độ căng nhất định của nó ở cái đầu ti, thành ra là nhìn cái đầu ti nó sẽ hơi vảnh lên một chút. Chứ ở giai đoạn đầu thì cái bẹ sữa nó chưa có phát, phải khoảng tầm 40 ngày trở đi thì cái bẹ sữa nó mới bắt đầu nó phát. Nhưng đấy là cái thực tế để mọi người có thể nhìn được cái đầu ti, là để mọi người có thể phán đoán được. Còn cái rõ ràng nhất thì vẫn là nhìn cái độ sưng của cái hoa, là cái hoa của nó thì cái đấy thì cái hình ảnh nó hơi nhạy cảm mà mỗi con nó một kiểu, thành ra mình sẽ không quay, mình sẽ chỉ quay nhìn để mọi người nhìn cái đầu ti đây. Mọi người sẽ nhìn thấy này, đầu ti đây nó dựng thẳng không, thấy không? À, nó có một cái độ dựng thẳng này đó, chứ nó không có trễ xuống như thế này.
nếu nó không có bầu nó sẽ có độ trễ xuống như thế này. Tất nhiên là còn ở cái ti này nó nặng này thì đương nhiên là nó trễ xuống rồi, thì không có nói rồi, nhưng mà nhìn cái đầu ti nó có một cái độ phỏng của cái đầu ti đó, mọi người thấy không, nhìn nó sẽ rất là dễ. Dựa vào cái đầu ti cũng được, nhưng dựa đầu ti thì nó khó hơn là dựa vào cái hoa. Và chúng ta có thể thêm vào nữa là chúng ta dựa vào cái sức ăn của con chó. Khoảng sau khoảng 2 tuần đến 3 tuần là lúc đấy là cái sức ăn của con chó mà nó lấy giống mà nó được giống thì nó sẽ ăn rất là khỏe. Đó, siro. Ok, hy vọng là cái video này nó sẽ hữu ích cho các bạn, bởi vì thực ra mà nói thì với những cái người nuôi chó lâu năm thì lấy giống mà nó có đậu hay nó không có đậu thì thực ra là cứ chờ đến 30-40 ngày chứ nó cũng không có cái gì thay đổi, nó đậu hay không đậu cũng chả giải quyết vấn đề gì. Nhưng mà với các bạn mà mới nuôi hoặc là các bạn nuôi một con thì các bạn rất là trông ngóng cái việc mà nó có bầu hay không. Đó, thì chia sẻ với mọi người, hy vọng là cái video sẽ hữu ích cho các bạn mà đang thì có cái tò mò cái con chó nó của mình nó mới lấy giống xong mà xem nó có đậu hay không. Ra là có phát hiện sớm hay phát hiện muộn thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu. Mọi người mà có phát hiện muộn thì 45 ngày chúng ta mới bắt đầu chúng ta mới bổ sung canxi, 45 ngày hoặc 50 ngày chúng ta mới bổ sung canxi rồi chibi cho cái con chó của chúng ta, cho cái con chó con, cho cái thai nó khỏe, con chó mẹ đến lúc đẻ xong rồi nó sẽ khỏe, nó sẽ hồi sức nhanh, nó không bị mệt. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.